Thưa quý vị, tại Bạch Đích ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, rất đông người hâm mộ cũng như chương trình nhật ký của truyền hình đang chờ đợi một bất ngờ mới. Liệu có một gương mặt mới giành chiến thắng chặn ở chặng 8 này hay không? Bởi vì ở phía sau 10 tay đua không nằm trong cuộc tranh chấp danh hiệu đang lao nhanh về đích, và chúng ta cùng chờ đợi xem. Chương trình cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Thép Xây Dựng Hòa Phát. Huỳnh Thanh Tùng có lẽ là không kịp rồi. Hà Kiều Tấn Đại có lẽ là người đang chiếm ưu thế nhất. Chúng ta hãy chờ xem tay đua nào sẽ là người giành chiến thắng ở chặng 8. Chương trình xin được giữ bất ngờ này đến phần cuối. Trước tiên, hãy trở lại phân tích vì sao 180 km từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn lại hình thành cục diện tranh chấp chiến thắng chặn giữa các tay đua không nằm trong nhóm ứng viên danh hiệu. Đó là vì tất cả các đoàn mạnh đều chủ động chê hòa để dưỡng sức. Những đoàn tấn công đến từ thành phố Hồ Chí Minh hay của Bà Lạt Đồng Nai cũng chính là đoàn gió thăm dò động thái đối thủ. Thực tế, cả huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt và huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú đều biết khó thoát khỏi sự kìm kẹp của tập thể Đồng Tháp đang trong thế giữ áo vàng cho Nguyễn Tấn Hoài. Đây là cơ hội để 8 tay đua không trong nhóm cạnh tranh danh hiệu thoát đi khỏi đoàn đông. Nhưng tại sao 8, đến khi về đích lại thành 10? Đó là sự nhạy bén của huấn luyện viên Trần Thôi. Nhìn ra được thế cầm hòa giữa các đội mạnh, chiến lược gia của quân khu 7 đưa tay đua mạnh nhất của mình, Huỳnh Thanh Tùng, tấn công đánh nhập vào tốc đầu. Trong nhóm này, tuyển thủ quốc gia 24 tuổi có sự hỗ trợ của đồng đội Tống Thanh Tuyền. Đô Ba Găng Đồng Tháp có Trương Trường An và Lê Văn Quý. Vinh Hoa Đồng Nai có Sa Văn Thắng và Đặng Thành Được. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market chỉ có một mình Nguyễn Dương Hồ Vũ. Nhóm đầu thay phiên nhau làm việc, đến đích mà không bị bắt tốp. Tôi nghĩ là cái chặng ngày mai là chặng quyết định khi vô đèo, là đường lên đèo nó sẽ là gây họ go hơn, cho nên tất cả các đội đều chấp nhận là dưỡng. Nói chung là chúng tôi để ở đó để mà có xe lên đó để dằn mà biết giờ của đội với mà lên đếm người như thế nào để mà quản lý ở dưới thôi, chứ thật sự là cũng không có chủ định gì. Theo tôi Đồng Tháp không bắt vô là đúng, tại nếu mà họ bắt vô thì họ phải làm việc nhiều, mà chặng ngày mai rất là mệt mỏi, mà hôm nay mà làm việc nhiều á thì ngày mai sẽ ảnh hưởng. Trong bất ngờ lại có thêm bất ngờ. Như vậy có nghĩa là Nguyễn Dương Hồ Vũ, vâng, một chiếc áo cam của thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market là người giành chiến thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Khi mà ai cũng nghĩ Huỳnh Thanh Tùng sẽ mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho quân khu 7 thì Nguyễn Dương Hồ Vũ lại lên tiếng đúng lúc. Đương kim vô địch quốc gia nội dung bộ đôi tốc độ đã chọn chiến thuật hợp lý để rút thắng Huỳnh Thanh Tùng với cách biệt chỉ nửa vòng bánh xe. Ai chạy sao thì mình chạy vậy thôi, chứ mình chạy hơn, mình mất sức hơn các đoàn viên khác. Chị Đạo Minh Vũ là chỉ là về khúc cuối là chỉ để ý Huỳnh Thanh Tùng thôi, còn các vận viên khác nếu mà tấn công thì cứ để đi. Thì Huỳnh Thanh Tùng là một vận viên dày dạn thì đưa vô, thì nếu mà canh đúng tầm thì em rút. Em cũng rất là bất ngờ rồi, vì những mét cuối phải chiến thắng Huỳnh Thanh Tùng ngay đất tại Quy Nhơn. Các đội thì nó sẽ xây lưng sau lưng em, thì em cũng biết được như vậy thì sẽ cố gắng canh đúng tầm của mình rút, thì về rút về đích thì thua cái đẩy xe thì đó là điều dường như không may mắn cho mình. Không đạt được điểm rơi phòng độ tốt, lại là tay đua có sở trường đi nước lớn và không thực sự xuất sắc về nước rút, Huỳnh Thanh Tùng đã không thể hoàn thành mục tiêu được giao. Nhưng đó cũng là tín hiệu báo các đội mạnh, nếu đưa vào thế ghim nhau, cơ hội sẽ vẫn còn với đội trưởng của quân khu 7. Sau dặn đèo le thì tụi em đã bị quá thời gian mà mất mạng. Và không có tính tạm sắp nữa thì chiến thuật hôm nay tụi em cố gắng đi tấp đầu để kiếm thứ hạng chặn một cờ sắc áo của đội mình. Tập thể thành phố Hồ Chí Minh là những người thành công nhất chặng 8 hôm nay, khi vừa đủ dưỡng sức cho các tay đua chủ lực, vừa có được chiến thắng chặng thứ hai ở cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 non sông liền một giải. Thêm một lần nữa, huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt cho thấy tài thao lược khi chỉ cài một tay đua lên tốc đầu mà vẫn đạt được những mục tiêu đề ra. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn chờ đợi tất cả sẽ là ở chặng chính từ Quy Nhơn đi Pleiku với hai ngọn đèo An Khê và Mang Giang. Đây chắc chắn là chặng đua không có một giây phút nào dành cho chiến thuật dưỡng sức. Thưa quý vị, chặng 8 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn, đó là một chặng có cục diện cầm hòa. Nhưng cầm hòa vẫn có nét hấp dẫn riêng trong chiến thuật tính toán của các huấn luyện viên.
Và chúng ta cũng cần chúc mừng tập thể Thành phố Hồ Chí Minh và riêng cá nhân tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ đã có được thêm một chiến thắng chặn nữa, và chắc chắn đó sẽ là một cú hích tinh thần rất là lớn để cho những cái tính toán tiếp theo của tập thể Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mắt đó là chặng chính với hai ngọn đèo An Khê và Mang Giang. Chắc chắn thì ở đó sẽ không còn cái thế trận giống như chặng ngày hôm nay nữa, mà các đội sẽ phải tích cực tấn công, đặc biệt là các ứng viên danh hiệu sẽ phải tấn công trên hai ngọn đèo này để tìm kiếm cơ hội cho mình và tạo ra những cục diện mới. Chương trình Nhật ký Cúp Truyền hình sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Thép Xây dựng Hòa Phát. Chặng chính Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một dải, tiếp tục hành trình từ thành phố Quy Nhơn đi thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nắng nóng, nhiệt độ cao, đèo An Khê và Mang Giang thách thức những nguồn chân mạnh mẽ. Nguyễn Tấn Hoài sẽ bảo vệ được áo vàng. Tay đua nào sẽ cạnh tranh áo đỏ với Javier Perez? Và ai sẽ giành chiến thắng tại phố núi Gia Lai? Hãy đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Chặng chính lúc 8 giờ ngày 28 tháng 5 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao.